Please watch on to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English, Chinese, and Aulaxese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Aulaxese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Salam hangat, pemirsa yang antusias. Nama saya Siti dari Malang di Indonesia yang puspa ragam. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang terbentang antara benua Asia dan Australia. Sebagai kepulauan asal rempah-rempah, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Mengelilingi ribuan pulau dengan garis pantai lebih dari 80.000 km, laut tropis Indonesia yang hangat juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, disertai berbagai ekosistem yang meliputi pantai, gumuk pasir, muara, hutan bakau, terumbu karang, hamparan rumput laut, hamparan lumpur pantai, dataran pasang surut, hamparan ganggang, dan ekosistem pulau kecil. Dengan jumlah pulaunya yang besar, tidaklah mengejutkan bila di Indonesia terdapat kira-kira 300 kelompok etnis, masing-masing dengan tradisi yang unik dan indah, yang berkontribusi pada kebudayaan modern Indonesia yang dinamis. Mahaguru Ching Hai memiliki cinta yang besar kepada rakyat Indonesia, dan telah berceramah di negeri yang mulia ini. Tahun 2014, beliau mengirim surat kepada Yang Mulia Joko Widodo untuk memberi ucapan selamat karena terpilih sebagai Presiden Indonesia. Beliau mengakhiri surat hangatnya kepada Yang Mulia dengan menyatakan, "Dengan semua harapan terbaik saya, semoga surga memberkati Anda dan rakyat Indonesia yang baik hati." Sungguh menyenangkan bisa berbagi sekilas keindahan Indonesia dengan Anda. Warga kami berdoa kepada surga untuk melimpahi Anda dengan cahaya dan rahmat ilahi. Selama lebih dari 3 dekade, Mahaguru Ching Hai telah menerangi dunia kita dengan ajaran ilahi beliau. Seorang guru yang tercerahkan sepenuhnya, beliau mengajarkan metode Kuan Yin kepada mereka yang ingin dengan segera menemukan hakikat Tuhan di dalam batin agar dalam satu masa kehidupan bisa mencapai kebebasan abadi dari siklus kelahiran kembali. Metode Kuan Yin telah dilatih oleh semua guru tercerahkan, seperti Buddha, Yesus Kristus, Nabi Muhammad, damai besertanya, dan Guru Nanak. Beliau menekankan bahwa jika kita selalu mengingat Tuhan, memberi pelayanan tanpa pamrih kepada pihak lain, dan mengikuti hukum alam semesta, kita akan mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia, dan benar-benar memahami tujuan kita berada di bumi.
Mahaguru Ching Hai adalah sebuah teladan hidup yang luar biasa tentang welas asih, secara teratur memberikan bantuan materi dan finansial, dan juga cinta kasih kepada para pengungsi, tunawisma, korban bencana alam, dan bantuan lainnya yang diperlukan. Di tahun 2006, beliau menerima penghargaan Gusi Perdamaian yang dianggap sebagai penghargaan Nobel Perdamaian dari Timur dan telah dianugerahi selama bertahun-tahun dengan banyak penghargaan lain dan pujian atas tindak kedermawanan dan kemanusiaan beliau yang luar biasa. Menjadi suara yang bisa diandalkan bagi sahabat satwa kita yang elok, beliau mempropagandakan pola makan nabati yang penuh kasih dan damai, serta memimpikan terbangkitnya kesadaran manusia akan kesakralan semua kehidupan. Dunia vegan sepenuhnya yang tenteram dan mulia, di mana hewan dan manusia hidup dalam keharmonisan yang membahagiakan. Prakarsa beliau untuk menyebarkan tren vegan melalui berbagai cara, dan mencakup pembagian selebaran cara hidup alternatif, jaringan restoran vegan internasional Loving Heart, Supremaster Television, dan juga secara teratur berbicara kepada pemerintah yang berpengaruh dan pemimpin-pemimpin media, serta berpartisipasi dalam konferensi televisi mengenai perubahan iklim yang kita sadari ataupun tidak. Upaya-upaya beliau telah memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran global tentang gaya hidup yang ramah terhadap hewan, dan bagaimana cara penuh kebajikan ini bisa menghadirkan perdamaian yang langgeng di antara bangsa-bangsa, sambil menyelamatkan planet kita dari perubahan iklim. Selama bertahun-tahun, Mahaguru Ching Hai telah ke berbagai penjuru dunia, dari Amerika ke Afrika, dari Eropa ke Oseania, dan mengadakan ratusan ceramah kepada masyarakat umum dan murid-murid beliau mengenai berbagai topik spiritual. Hari ini kita terberkahi untuk bisa menghadirkan salah satu ceramah yang berwawasan berjudul Komuni Suci, bagian ke-1 dari 3 seri dalam acara antara guru dan murid yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Mandarin, dan Aula yang juga dikenal sebagai Vietnam, 16 Desember 1998, Los Angeles, Amerika Serikat. We are Vietnamese. They are sitting here now. Yeah. Anybody who are sitting behind there? All these are Vietnamese. Okay. So you are right now. You can ask me any question you want. Make sure it's important to your practice. Okay. Don't ask me how to do shopping at Kmart and all that. Then I don't know how to answer you. Control your emotion. Okay. Control your emotion. Be a real man, right? Ask a real question. What is beneficial to yourself in your practice and improve your life? Whatever question can improve your lifestyle, your life quality, that is good for you. Don't waste your time and everybody else. Okay, now, shoot. Con có một câu hỏi, xin sư phụ giải thích cho con là lúc con ngồi thiền quảng quang và quảng âm thì khi mà quảng âm thanh á, nhưng mà khi mà con không có quảng âm thanh, con vẫn còn nghe âm thanh thường hàng như vậy có tốt không? Tốt. Câu hỏi thứ hai là lúc mà quảng quang và quảng âm đến lúc mình nhất tâm thì có phải là âm thanh và ánh sáng nhập chung lại một không, thưa sư phụ? Yeah. Có đôi khi nó như vậy. Yeah. Câu hỏi thứ ba, thưa sư phụ, khi mà mình thiền định để thể nhập từ tánh, mà khi mình vào từ tánh tâm của mình thì cái tâm của mình nhìn vào sự có sự bình đẳng như vậy, thì làm thế nào để mà mình có thể giữ mãi được cái tâm bình đẳng? Giữ làm gì?
Lúc nào đến thì đến, lúc nào đi đi giữ gì? Yeah. Nếu mà cô giữ bình đẳng hoài là cô cứ ngồi đó hoài, cô không đi đâu, tại đi đâu cũng vậy thôi. Yeah. Yeah. Giữ bình đẳng không có được. Kính thưa sư phụ, vì trong khi mình thiền định thì mình thấy được điều đó, nhưng mà khi mà mình xả thiền thì nó khác. Ra đời sống thì đúng mình rồi. Sợ nó phân tâm, nó thay đổi. Mà kệ nó. Yeah. À, chứ mà bình đẳng hoài sao làm việc được? Yeah. Bình đẳng hoài là đi vô trong cái gì trung ương đó, ngồi đó ngồi thiền cả ngày á, không có đi ra, tại vì ngồi đó cũng giống như ngồi nhà. Bình đẳng mà. Cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, con xúc động về những cái bài thơ của sư phụ. Có những lúc tâm hồn con thằng cảm thấy mình yếu đuối thì là con vì thơ của sư phụ con đứng dậy, do đó mà con cũng chân thành cảm tạ sư phụ. Con xúc động lắm, thành thử ra sư phụ cho con kính cũng dường sư phụ bài ngâm thơ hả? Thôi thôi, bây giờ không có rảnh, để bữa khác nha. Tại vì đồng tu họ còn hỏi những câu hỏi quan trọng cho họ đó. Còn cái chuyện mà tình cảm với hai đứa mình đó, một lát ra thằng kia tính sao nha. Rồi. Dạ, kính thưa sư phụ, đệ tử có câu hỏi xin trình sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã khai tử cuộc sống u minh cho con và khai sanh cái cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. Bây giờ con có một cái trouble là khi thiền quán quang thì rất tốt, nhìn thấy đủ mọi màu sắc. Khi đã một lần gặp sư phụ cho con đôi giày màu vàng, và sau đó thì mỗi lần thiền con nhìn thấy cái màu vàng thì là màu vàng y, màu bạc thì là màu bạc thật, thì nhìn thấy những cái đó qua không biết là qua gì, con tạm đặt là quang qua. Lúc mới thấy thì nó nhỏ như đầu mũi kim, và khi nhìn kỹ thì nó tỏa ra rộng trùm cả vũ trụ. Con không biết là loại hoa gì, có bảy màu từ xanh đỏ trắng vàng. Bây giờ con bị cái trouble là khi mà quán âm thì không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng côn trùng. Đồng thời nó có cái có một cái lực như là cái sức nóng tận cùng, nó bắt từ dưới đường xương sống đi lên tới bờ vai, sau đó nó dừng lại đó, giống như là người ta tập võ mà không có thông suốt huyền quang nhâm và đốc mạch. Đồng thời hai cái vai bị mỏi, và lúc đó thì hơi nóng nó tỏa ra khắp người, không thể ngồi quán âm được nữa. Kính mong sư phụ chỉ dẫn cho. Bác cứ phải tiếp tục làm cho nó nguội xuống rồi thôi. Dạ. Chứ bất ngờ cái đó nó nóng hoài à. Dạ dạ. Ừ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhiều khi cái khí mạch trong người mình nó chạy lên chạy xuống này cho nó thông á. Dạ. Thì nó phải đã thông những cái chỗ mà mình bị bế tắc từ hồi đó tới giờ đó. Dạ. Tại vì cái thân thể của mình cũng như là cái đời sống của chúng ta trước khi mình tu hành á. Dạ. Thì nó có nhiều sự không có được hoàn mỹ, không có giống như là cái đời sống mà mình phải sống. Yeah. Yeah. Như mình ăn mặn uống rượu này kia lung tung á, hoặc là mình làm những cái điều không có đúng với lương tâm của mình á. Yeah. Thì những cái đó nó ảnh hưởng tới đời sống của mình và cái thân thể của mình bên trong á. Yeah. Thì cái lúc mình tu hành này thì nó bắt đầu nó đã thông ra, mình phải cố gắng nhẫn nhịn cho tới khi nó thông suốt hết thì thôi. Dạ. Yeah. Sư phụ, con còn câu hỏi chót là giờ con bị bệnh tiểu đường khoảng gần 20 năm nay, và bây giờ thì cái bệnh nó trầm kha, mỗi ngày phải chích thuốc, mà trong thuốc nó có cái chất động vật chích vào mỗi ngày để cho nó tiêu hóa, mà không chích thì là cái đường nó lên không có, trong người không khỏe, không có làm việc được, không có thiền được. Đồng thời cái áp huyết nó cũng tăng cao trên một, có khi 180 khi 200 mấy, mà mỗi ngày phải dùng thuốc cao huyết và thuốc tiểu đường. Như vậy cái sinh vật nó vô người thì có thể nó làm trở ngại cho cái thiền quan của mình không? Kính trình sư phụ. Nếu mà bác kiếm được ông bác sĩ khác á, dạ, có những cái nó kêu là alternative medicine á. Dạ. Thì tốt. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn bác. Thưa sư phụ. Xin lỗi mấy đồng chí, tôi nói tiếng Việt không có quen nha. Lâu không có nói. Lúc hôm qua con ngồi thiền quán quang á, con thấy khi mà con đang ngồi thiền, sao con thấy cái gì nó chạy đầy người con hết á, y như là điện vô người vậy đó. Ừ. Rồi một chút nữa cái con thấy là y như cái gì mà nó xét như xét trời đánh trong cái lỗ tai, xét đánh là mầm trong tai con á. Dạ. Rồi dưới khi mà con ngồi pháp môn quán âm á, là con thấy tự nhiên có một cái ánh sáng thiệt là sáng chiếu từ trong đầu con chiếu ra, cái con nhìn thấy sư phụ dắt con từ dưới miệng hầm đi
đi lên. Cái con sợ quá, con nói con thấy có một cái ông thiệt là bự luôn, ông đứng đó. Cái con nói sư phụ ơi, cái ông này con sợ. Cái sư phụ nói không sao, cứ có sư phụ thì con cứ đi theo sư phụ. Cái sư phụ nắm tay con lên, mà sư phụ mặc nguyên bộ đồ trắng luôn vậy. Dạ kính thưa sư phụ. Như sao? Dạ cái đó con không có hiểu như thế nào thì xin sư phụ nói cho con không biết. Hiểu cái hầm là gì hết hả? Dạ. Trời ơi, cái hầm là cái hầm gì không hiểu. Không hiểu đi xuống trở lại đó tìm hiểu rồi trở lên. Có thích ở cái hầm đó không? Không, không thì biết rồi. Có người nào ở Việt Nam qua không? Từ thẳng thẳng ở Việt Nam qua đây á hả? Mới đây đó hả? Đi qua để ngồi thiền rồi đi trở về á hả? À mới mới qua cái đó khác. Ok. Congratulations. Người Mỹ tốt quá hả? Đây mới Việt Nam qua đó hả? Trời, hàng chỉ giống mấy đồng chí bên đó kìa. Dạ, chúng con lúc đầu thì cũng gặp khó khăn, nhưng mà cũng nhờ sư phụ an bài, cho nên trôi chảy tốt đẹp. Ừ. Dạ. Qua đây cực khổ chứ hả? Không biết lái xe là... Dạ, dạ, không có biết. Ở nhà cả ngày hoài ha. Dạ. Thì qua đây có hai việc quan trọng là phải học tiếng Anh và học lái xe. Dạ. Ừ. Nhưng mà con mong muốn một ngày thiền tam hoặc thiền tứ để mà gặp sư phụ. Cho nên con gian giá ngày đêm như vậy. Hôm nay con gặp được cái dịp này thì con cũng cảm ơn sư phụ đã giúp đỡ chúng con trên bước đường tu học. Sao? Dạ. Thượng đế giúp đỡ quý vị. Dạ. Chị hai, chị tới, chị lui, chị không làm gì đâu. Dạ. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Dạ. No problem. Dạ, dạ. Quý vị ở lâu đó, giúp đỡ quý vị mới tới hả? Ừ. Giúp được cái gì thì giúp hả? Bên Việt Nam hả? Giống cũng phải giống như bên Việt Nam vậy đó, có tình hàng xóm này kia, giúp đỡ người ta hả? Tại bên Mỹ mà không có bạn bè, không có hàng xóm cực lắm. Chưa, mới qua đó, không có biết lái xe gì này kia đó. Thưa sư phụ, con đã thọ tâm ấn được hơn 5 năm rưỡi nay rồi mà con chưa có thấy ánh sáng. Ồ. Nhưng mà dạ con quán quang không có thấy ánh sáng, nhưng mà khi quán âm á thì đôi lúc con thấy lạ lùng lắm. Thì sao con thấy có đôi lúc cái tay con đập rầm rầm như là búa đập vô đây trong đầu vậy đó, liên tục vậy, đập tự động chứ không phải là con muốn đập mà nó đập tự động trong đầu vậy đó. Có khi cả tiếng đồng hồ nó không ngưng nữa sư phụ. Vậy sao? Dạ, mà nó khi nó đập như vậy thì con thấy trong người tự nhiên nó nhẹ đi, nhưng mà nó lại ở phía bên tay trái, ở phía bên tay mặt. Thành ra con cứ tự động con ngồi vậy cho nó đập vậy. Nó đập liên tục, nó đập tự động chứ con không có muốn. Dạ, không sao đâu. Có sao không sư phụ? Dạ, không sao, không sao. Phía bên tay trái không sao. Bác đừng để ý nữa, ok? Dạ. Mai cảm ơn sư phụ. Dạ, hãy cảm ơn sư phụ. Mà khi nó đập như vậy thì con lại thấy nó nhẹ người, nó bớt. Chỗ nào nó bệnh thì nó đập chứ đó. Dạ, hãy cảm ơn sư phụ. Dạ, thưa cảm ơn sư phụ nhiều. Mình biết giáo lý thôi, mà nếu mà mình có tâm cầu học á thì tiếng nào mình cũng tìm ra mình học á. Hồi đó Huyền Trang đi từ Trung Hoa đi tới Ấn Độ để mà tìm dịch kinh của Phật, phải không? Đi 17 năm á mới kiếm được mấy cuốn kinh mà trống trống đem về dịch. 17 năm mà lúc đó Phật đã mất rồi, đã về Niết Bàn rồi, chỉ còn kinh điển không á, mà phải đi 17 năm á để đi tìm học. Còn mình bây giờ cái xứ văn minh là có mở radio, có gì máy thâu âm thâu hình cái gì cũng có hết, người Việt dịch ra tiếng Anh cũng có nữa. Dạ thưa sư phụ ạ, con muốn hỏi một câu là khi mà trong lúc mình thiền định á, mình muốn có một cái câu hỏi bên trong thật rõ ràng á, thì làm thế nào để mình nhận biết được là cái câu đấy là chính xác đối với mình mà không phải là từ hoán tưởng ạ? Cái câu trả lời nào mà mình cảm thấy nó chính xác á, mình cảm thấy là cái câu này tôi nghĩ là đúng á, nó hợp lý á, và cái nó làm cho cái câu trả lời đó nó làm cho đời sống mình nó dễ chịu hơn, nó thăng hoa hơn, thì cái câu trả lời đó đúng. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ok. Từ ngày mà con thọ pháp á, con chỉ nghe thôi chứ con không có thấy, con ở trên đây của con nó chỉ soi dòng vậy thôi. Ừ, vậy cũng được, cũng được. Tiếp tục hả? Dạ, mai mốt nó sẽ thay đổi. Dạ. Yeah. Thưa sư phụ, mấy năm trước đây quán thân sư phụ hay tới thăm con, nhưng mà 2 năm gần đây
quá thân sư phụ không có tới nữa. Thì bây giờ cô tới thăm tôi. Dạ, con xin sư phụ gia trì cho quá thân sư phụ. Ok, tới. No problem. Cảm ơn sư phụ. Thì tới hoài mỗi cẳng này cô phải tới thăm sư phụ một lần chứ hả? À, có qua cái lại chứ. Đâu cần gì phải lúc nào cũng phải thấy hóa thân sư phụ hoài đâu. Thấy hai năm đủ rồi đó, mình an tâm mình tu hành tiếp chứ, phải không? Ví dụ như mà con cái hồi nó nhỏ đó, thì mình nắm tay mình dẫn nó đi. Cái khi mà nó lớn rồi, nó cho nó đi, nó chạy mình cho nó vui chứ. Nắm tay hoài, chừng nào nó mới biết đi. Phải không? À, ok. Không có chấp nhất sư phụ bên ngoài, sư phụ bên trong không có chấp nhất vậy đó. Phải không? Đường mình đi. Chừng nào mình té xuống là có người lại đỡ nè. Không, còn không có thì cứ để cho mình tự lập chứ. Mình cũng là một vị Phật mà, Phật dẫn đi hoài rồi chừng nào mình lớn khôn. Hiểu không? À, nhưng mà lúc nào cũng có sư phụ gần bên á. Cũng như mấy đứa con của mình á, nhiều khi nó còn bò thì mình coi sóc nó kỹ hơn, không? Khi nó đi chập chững mình sợ nó té thì mình lúc nào cũng để ý tới nó. Mà cái lúc nó đã lớn 5-6 tuổi rồi thì mình cho nó chạy vòng vòng một chút, mình ở trong nhà dòm dòm thôi. Phải không? Nó ở ngoài sân nó chơi mình, nhưng mà lúc nào cũng có người mẹ để dòm chừng nó, hiểu không? Nhưng mà nó không thấy. Nó tưởng mẹ nó không có đó. Mẹ nó... À, ok. Kính thưa sư phụ, con xin trình bày với sư phụ những thể nghiệm trong lúc mà tu học đó. Trong lúc tu học thì có những cái thể nghiệm trong lúc ngồi thiền và những cái thể nghiệm trong lúc mình ngủ. Thì sư phụ có nói là khi mình ngủ cũng là đi theo sư phụ để tu học. Thì sư phụ nói là sẽ dẫn mình đi lên những cảnh giới khác để mà tu học. Thì đệ tử có những cái thể nghiệm như vậy. Đúng. Nhưng mà khi mà gặp được sư phụ dẫn con đi học đó, nhưng mà khi lúc đó gặp sư phụ rồi đó là cứ đi theo sư phụ như là một cái cuộn băng đã thâu xong rồi phát ra vậy, bên cạnh sư phụ để tu học gì đó. Và những thể nghiệm mà để trong lúc ngủ để mà theo sư phụ dẫn đệ tử đi học là có những thể nghiệm rất là tốt. Và đồng thời những thể nghiệm trong lúc ngồi thiền thì cũng có những thể nghiệm rất là tốt. Dạ, kính thưa sư phụ, như vậy là nếu mình so sánh những thể nghiệm trong lúc mà đi lúc ngủ để đi theo sư phụ tu học và những lúc để trong lúc thiền định đó, thì nếu mình so sánh thì những thể nghiệm đó đều tốt cả. Dạ, nhưng mà thường gặp nhiều nhất là trong giấc ngủ và theo sư phụ tu học trong lúc đó. Như vậy đó. Thì nếu so sánh thì hai cái vẫn tốt với nhau. À, thì đúng vậy đó, là dạ. Sao? Dạ, dạ, như vậy sư phụ thì mình tiếp tục là... Tiếp tục ngủ. Rồi, nghe rồi. Thì muốn ngủ, thiền với ai cấm được quý vị nữa. Chắc anh nói là ngủ thể nghiệm nhiều hơn, thôi mình tiếp tục ngủ cho nó khỏe. Dạ, dạ. Cái lúc mình thiền, lúc mình ngủ mà có thể nghiệm đó là không phải mình ngủ, hay chưa? Cái thân thể mình nó nằm đó thôi. Còn cái linh hồn mình á, cái tầm thức của mình á, thì đi theo vị minh sư của mình tu học những cảnh giới khác, cho nên mình cảm thấy nó như vậy. Thì cũng vậy thôi à. Nếu mà có cảnh giới tốt là ok đó. Hả? Tức là coi như mình không ngủ. Hả? Dạ, kính thưa sư phụ, 11 giờ trưa hôm qua con ngồi thiền ở đây á. Còn thấy nó có động á, nó xoay quần hết cái hậu trường, nó ngã qua ngã lại á. Chứ sư phụ vừa bước vô cái đất nó ngừng lại sư phụ. Con thấy rõ ràng vậy á, con hầu mà nó có nhúc nhích còn mất hồn. Cái sư phụ bước vô 11 giờ trưa hôm qua, cái tự nhiên trái đất nó đứng. Con thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Vậy là mắt bắt sáng quá trời, thấy rõ ràng. Kính bạch sư phụ, con cảm ơn sư phụ chỉ dạy pháp môn con âm. Thì con cũng có cái thể nghiệm mà ngủ á. Là sư phụ là trong tất cả các tâm linh mà tiến hóa trong vũ trụ này á, thì sư phụ là tâm linh mà đi trước xa cả tất cả các tâm linh khác cả tỷ năm. Và sư phụ là mới phát minh ra được hay là tìm được cái pháp môn quán âm, và sư phụ chính là cái dòng âm lưu á
để phóng ngược trở lại để độ chúng sanh, tạo dựng ra rất là nhiều cái thế giới tâm linh để các những người tu theo pháp môn Quán Âm được học hỏi tùy theo cái sự phát triển, mà giống như là rất là tinh vi, ai học cái trình độ nào thì được đến cái thế giới tâm linh nó học từng các pháp môn, từng các khoa học kỹ thuật và thay đổi tâm tính của mình rất là chính xác. Nhưng mà riêng ở trái đất này thì tất cả phát triển lộn xộn, ai muốn làm sao làm. Nhưng mà những người đã theo pháp môn Quán Âm thì được theo một hệ thống khác. Và bên cạnh có một số vị giáo chủ khác đi theo các pháp môn khác thì họ đi theo pháp môn đó, nhưng mà không có nhanh giống như pháp môn này, giống như là đi bước 7 dặm rất là lẹ, rất là lẹ. Sư phụ dùng chính sư phụ để giúp đỡ chúng sanh. Và sư phụ trở lại cái thế giới này rất là nhiều lần, và các cái thế giới tâm linh khác, sư phụ giống như là người chỉ đạo hết tất cả, làm việc hết tất cả rất là nhiều. Sao anh biết nhiều chuyện bí mật của CIA vậy? Cảm ơn sư phụ. Ngồi thiền có thể nghiệm đó hả? Dạ con thiền ngủ á sư phụ. Ngủ thấy, thiền ngủ thấy. Ok. Ok. Đừng có nói ra cho mọi người biết nha không? Hai đứa mình biết thôi nha không? Ok. Nói là tao không tin mất công nữa. Không phải là sư phụ phát minh ra cái pháp môn Quán Âm, nhưng mà sư phụ biết cái pháp môn Quán Âm này. Cái pháp môn Quán Âm này nó có từ nguyên thủy á, từ cái lúc khai thiên lập địa đó, là nó sẽ có hoài. Nó chỉ là một, không phải là một pháp môn, nhưng mà một cái con đường mà của vũ trụ vậy, cái quy luật của vũ trụ. Nếu mà mình muốn trở về với nguyên thủy, trở về với cái bản tính chân thật của mình á, với cái thiên đàng á, hoặc là cái Phật tính của mình, thì theo cái định luật này nó cũng như là một cái khoa học rất là chính xác. Cũng như 2 với 2 là 4 vậy đó, không có thể làm khác hơn vậy thôi. Nếu người nào biết được 2 với 2 là 4 là 2 với 2 là 4. Bây giờ mình nói cách khác, mình biện luận cách nào cũng 2 với 2 là 4 à, đại khái nó vậy đó. Thì trong vũ trụ nó có những cái định luật mà chính xác như vậy đó. Người nào tìm biết được đó, discover chứ không phải là phát minh, tìm tòi biết được, thì mình theo cái đó thì dĩ nhiên cái kết quả nó rất là chính xác. Thì dĩ nhiên trong cái vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc. Thì có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm. Thì có phương pháp rất là siêu việt. Thì cái phương pháp Quán Âm là siêu việt vậy. Sư phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh. Này của Thượng Đế, của mọi người. Nhưng mà rất là nhanh. Đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết, tiêu lập tức, tiêu liền. Nhất định là phải thành công thôi. Không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào mà tu pháp môn Quán Âm mà họ không thành Phật là cái chuyện nó không thể có được. Không thể có được. Chắc chắn cũng như anh nói bây giờ anh đem 2 cục kẹo, anh để gần 2 cục kẹo mà anh nói cái này không thể nào thành số 4 được là cái đó không thể có được. Cũng giống như tu pháp Quán Âm cũng như vậy. Không thể nào không thành công, không thể nào không tiến hóa tâm linh, không thể nào không khai ngộ được cả. Rồi, vậy là tốt, anh biết được là tốt. Dạ, kính thưa sư phụ, con chân thành cảm ơn sư phụ. Không biết lấy gì, con đền đáp ơn sư phụ. Và sau khi trở về Việt Nam, thì con cũng ngồi thiền, con quẳng ánh sáng, con thấy pháp tướng của sư phụ. Và đồng thời, thì con có rất nhiều cái thể nghiệm. Cả gia đình con được truyền pháp, do đó con cũng tin tưởng vào cái pháp môn của sư phụ tuyệt đối 100%. Vì vậy cho nên con mong muốn được gặp sư phụ, và có một ngày nào đó con được gặp sư phụ như ngày hôm nay. Thế thì con có phải là cái niềm tin là mẹ của các công đức có đúng không sư phụ? Và bây giờ gia đình con đã trở về đất Mỹ toàn bộ như vậy là được 9 người. Thì con vô cùng cảm ơn sư phụ. Và cái câu hỏi của con đó có phải là cái niềm tin của con nghĩ đến cái niềm tin là mẹ của cả công đức. Dạ.
Xin chân thành cảm ơn sư phụ. Không có chi bác. Cái gì mình tin tuyệt đối là nó sẽ xuất hiện. Hả? Yeah. Nhưng mà kỳ lắm, cái pháp môn Quan Âm này không tin mà tu rồi nó cũng được à. Cứ việc tu giùm cho tôi đi. Không? Đừng có cần tin bà Thanh Hải, bà Thanh Hồ nào hết trơn á. Cứ tu đi, cứ tu ngày 2 tiếng rưỡi đi rồi tự nhiên thấy hết à. Tự nhiên mình hiểu lấy mình. Hả? Mình là thầy của chính mình á. Cứ tu pháp môn này thì là nó tới à. Cũng như anh để hai cục kẹo với hai cục kẹo gần bên thế nào nó cũng là bốn. Không cần biết, cứ tin cái ông thầy, cái ông thầy toán đó, ông nói vậy mình tin hay không tin mà kệ. Anh cứ để hai cục kẹo gần bên hai cục kẹo là anh đếm ra thành bốn cục. Ok, yeah, next. Kính thưa sư phụ, con hiểu rằng khi mà được truyền tâm ấn thì cửu huyền thất tổ được thăng thiên. Nhưng mà con cũng thắc mắc là khi bây giờ con mới truyền tâm ấn, nhưng mấy chục năm trước thì cửu huyền thất tổ con đã mất rồi, cha mẹ ông bà thì đã mất từ lâu. Hiểu. Thế thì bây giờ cũng thăng luôn. Độ một chục năm nay thì đã biến, thì bây giờ đã tái thì sanh mình, làm mình người. Mình đi kiếm mấy người đó thăng cho họ thăng. Kính thưa sư phụ, thì con hiểu là bây giờ đang có thể là một đứa bé hoặc là một người đang sống ở trên ở đây, thế thì thăng thiên ý nghĩa là như thế nào? Cái đó con cũng chưa hiểu. Thăng thiên có nghĩa là họ được giải thoát khỏi những sự đau khổ của đời sống lao tù, đời sống địa ngục hoặc là đời sống của con người á. Thí dụ như là tổ tiên của cô đang ở dưới địa ngục hả? Thí dụ vậy thôi nha. Cái cô truyền tâm ấn. Thì những người đó được dẫn nhắc lên những chỗ thoải mái hơn, chỗ thiên đàng, không có bị hành hạ nữa. Vậy đó. Hả? Cảm ơn sư phụ. Ok. Còn những người mà sống bây giờ liên lạc với cô đó thì họ cũng sẽ được phước báo. Khi mà họ chết đó thì họ cũng được thăng thiên. Vậy đó là ok. Kính thưa sư phụ, theo như con được biết là theo thánh kinh Vệ Đà đó, là những một người tu hành tinh tấn á, tu theo pháp môn Quán Âm thì sau 6 năm sẽ trở thành minh sư, không biết điều đó có đúng không? Trời ơi. Sau 6 năm lâu quá vậy. Rủi chết trước 6 năm rồi sao? Vậy là con nghiệp chướng sâu nặng mà đường đạo thì gian nan đắc trở, con cũng muốn sớm thành minh sư, xin sư phụ giúp đỡ. Muốn làm minh sư hả? Dạ. Thì đợi 6 năm, giờ mấy năm rồi? Mấy năm rồi? Mới có 1 năm. Thì còn đợi 5 năm rồi tính sau mà, trời ơi gấp cái gì. 5 năm nữa mình nói chuyện tiếp nha. Thôi quý vị Việt Nam, đồng chí mua ra ngoài kia chút nha. Cảm ơn quý vị ha, quý vị tu hành tốt lắm á. Mấy người nào mà tu chưa tốt thì ráng lên đi. Lát gặp lại nha. Pemirsa yang terhormat, terima kasih telah bergabung dengan kami untuk program hari ini yang berjudul Komuni Suci, bagian ke-1 dari 3 seri dalam acara antara guru dan murid. Tetaplah di Supreme Master Television untuk lebih banyak lagi acara positif. Akan hadir selanjutnya adalah 6 Jalan Menuju Kesempurnaan, bagian ke-1 dari 4 seri dalam acara Kata-Kata Bijak. Semoga Anda diberkati dengan kebajikan tertinggi, cinta, dan belas kasih demi semua makhluk. May you be blessed with the highest virtues of love and compassion for the sake of all beings. For more details, please visit
I'm Stella Stevens, and I am a lover of all animals, and I am so thrilled that the Supreme Master Ching Hai has given us books, beautiful books. This one is The Birds in My Life, and this is The Dogs in My Life. I'm sure that if you get it, you will love it too, and your children will love it, and they will learn a lot. And it is the sweetest, most wonderful book. You'll love it.